Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục truyện ngắn được phát trên kênh YouTube Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn được mang tên Con mua. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi không phải là con ruột của cha mẹ, tôi là con mua. Nếu tôi còn có thể chọn, tôi thà mình là đứa bé bị dứt bỏ bên đường, hoặc sẽ bị chiều tha quả sớt, hoặc sẽ lớn lên lang thang đầu đường xó chợ, ăn mày lòng thương của người đời, chứ không muốn làm con của mẹ. Tôi hận, hận người đàn bà đã sinh ra và đem bán tôi lấy hai chỉ vàng. 26 năm nay, lúc nào tôi cũng tìm kiếm để hỏi bà một câu. Cô can đảm sinh, sao không can đảm nuôi tôi? Hoặc có thể cho tôi với một gia đình tử tế, sao nỡ đành lòng bán đi nấm ruột của mình cho một người đàn bà suốt cuộc đời chỉ biết coi trọng đồng tiền hơn nhân nghĩa? Mẹ nuôi tôi, người đàn bà kinh khủng mà tôi nghĩ trên đời không có người thứ hai. Bà luôn nói những lời như thương yêu tôi, nhưng tôi biết bà chưa bao giờ xem tôi là con. Lúc nổi giận, bà hay gào lên: tao mua mày hai chỉ vàng chứ không có ít ỏi gì đâu. Bà mập một cách kỳ lạ, thân thể nặng nề, đôi chân nhỏ xíu nên tướng đi dáng đứng rất khó coi. Bà có thể làm tất cả mọi việc xấu xa đê tiện để kiếm tiền và có rất nhiều tiền. Bà có chồng là cha tôi, nhưng giới tính nhỏ nhen ích kỷ. Dần dà, cha tôi cũng bỏ nhà đi để sống với người khác. Tất nhiên, bà không để yên cho cha dù là một buổi. Bà luôn gây khó khăn cho ông, hễ rảnh rang là thuê người tới đánh ghen. Mỗi lần như vậy, bà đều bị dân địa phương ghét bỏ. Nhưng tất cả không quan trọng, bà thích gì thì làm cho đã nư của mình thôi. Bà có 20 phòng trọ qua đêm gần cảng tôm cá. Khách tới lui ngủ trọ rất đông và nghiễm nhiên thành mẹ mình săn gái cho họ. Tiền giàu như nước càng đẩy bà trôi xa, trượt dài trên con đường mưu sinh tội lỗi. Và tôi cũng không lọt khỏi tầm ngắm của bà. Vì tôi có chút nhan sắc và là con gái cưng của bà chủ nên được nhiều người dòm ngó. Cha tôi hàng trăm lần nói thẳng vào mặt bà: trước sau bà cũng bắt con nhỏ bán trôn nuôi miệng bà hả? Nuôi con lớn không cho nó học hành, không lo cho nó cái nghề tự nuôi thân, dẫn nó vô con đường quỷ quái thì tàn đời con nhỏ. Đúng, tôi là gái nhà giàu, nhưng học vấn chỉ ở trình độ lớp 3, đọc giáp và viết không đúng một chữ chính tả. Công việc chính của tôi là dẫn khách về phòng, trải giường, thay đổi ra nệm cho khách và dắt gái vào cho họ. Đôi khi tôi cũng cảm thấy xấu hổ với công việc của mình, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Nếu cha tôi không có vợ lớn vợ bé, tôi nhất định sẽ về sống chung với ông, chăm sóc phụng dưỡng ông. Tiếc thay. Rồi một hôm, bà gọi tôi vào phòng riêng, rỉ rịch to nhỏ: có ông người Tàu qua Việt Nam mở công ty, ổng muốn kiếm gái còn trinh để song hỷ. Con bán trinh cho ổng đi, sẽ có được một số tiền lớn mà mẹ cũng nhờ cậy ổng về sau này. Tôi giãy nảy lên: mẹ bán con à? Bán gì chứ, được ổng bao sướng cả đời, đồ gì nữa. Không có nói tới nói lui, tao đã quyết định rồi. Nuôi mày tới chừng này á, mày cũng phải báo đáp tao chứ. Báo đáp gì cũng được, làm trâu làm ngựa gì cũng được, nhưng không làm đĩ. Tức thì bà giơ cây lau nhà đánh xối xả vào đầu tôi, rồi đem tôi nhốt vào phòng kính, khóa cửa ngoài. Đêm đó, mới 15 tuổi đầu, tôi đã trở thành đàn bà. Thân xác bị dù dập tả tơi trong tay gã đàn ông hộ pháp gần 50 tuổi. Hôm sau, bà cứ theo xoắn xuýt bên tôi. Nhìn mặt là tôi đã thấy căm ghét, nhưng vẫn không nói gì. Bà sắm cho tôi bộ vòng 7 chiếc, sợi dây chuyền và chiếc cà rá. Tôi nhận như một sự đương nhiên. Tôi bán trinh mà. Cái mà bà nhận lớn hơn gấp trăm lần nữa kìa. Sau đó,
Mỗi tuần lão đến vài lần, dù gặp tôi xong rồi, để lại cho tôi một số tiền. Tất nhiên, bà cũng có. Tôi cố tình tích lũy để hy vọng một ngày sẽ thoát khỏi bà ta. Nhưng chỉ vài tháng sau là chấm dứt quan hệ này. Ông ta bị rút về nước và không hề nghĩ sẽ mang tôi theo. Giả lại, ông ta thường chê tôi ngu dốt. Ngoài cái xác non nớt ra, tôi chẳng có gì kể cả đầu óc. Bất đồng ngôn ngẩn mà. Tôi không hiểu ông ta nói gì và cũng chả cần tìm hiểu chi cho vướng bận. Mất cái mỏ đầu tiền, bà tiếc lắm. Tôi chưa đủ 16 tuổi, bà đã kiếm mối tùm lum cho tôi tiếp khách. Tôi ê hề thân xác, chán chê cuộc đời và quyết định buông xuôi. Nếu cứ suôn sẻ như vậy, thì bà sẽ càng ngày càng giàu trên xác thịt của phụ nữ. Nhưng trời cao có mát, ai đã điểm chỉ chính quyền tới kiểm tra phòng trọ, lần đầu bắt quả tang hai cặp mua bán dâm, nhưng bà đã lo được ra. Lần sau là 5 cặp, bà bị niêm phong 1 tháng, làm giấy cam kết hẳn hồi là sẽ dẹp tệ nạn này. Nhưng chứng nào tật nấy, chưa được 1 tháng, bà đã bắt đầu hành nghề. Lần thứ 3 là lần cuối cùng, cũng là lần tống bà khỏi vùng đất Cà Mau màu mỡ. Lần thứ 3 có tôi dính vào, bà tìm cách che chắn cho tôi thoát ra để được ở bên ngoài lo mọi việc. Tôi biết lo như thế nào, trong khi ai cũng khinh miệt mẹ con tôi. Các cấp chính quyền đa số là phụ nữ, họ ghét bà cay đắng vì chuyện mua bán dâm, đẩy bọn đàn ông sa vào chỗ trụy lạc. Họ khinh tôi mới mười mấy tuổi đầu đã hư thân mất nết, trong khi tôi đang cảm động vì mẹ nuôi đã che chở cho mình không bị tạm giam, thì họ cho tôi biết một sự thật phũ phàng. Nếu tôi bị bắt giữ, tội của bà càng nặng hơn vì tôi đang ở tuổi vị thành niên. 3 ngày thì bà được về tìm luật sư bào chữa để chuẩn bị ra tòa vụ án mua bán dâm. Đêm đó, bà lại rỉ rịch to nhỏ với tôi. Thu xếp đồ đi con, mẹ con mình sẽ đi chỗ khác sinh sống, nơi đây mình ở hết được rồi. Đi đâu bây giờ? Tới chỗ khác, mẹ cũng làm nghề này nữa hả? Không, mẹ hứa với con, tới chỗ nào thật xa không ai biết mình, mẹ con nương tựa với nhau, mẹ cho con đi học nghề, sau này con còn có chồng con đàng hoàng, mẹ hứa không bạc đãi con đâu. Miễn mẹ đừng hễ giận thì chửi con là con mua, thì mẹ đi đâu con cũng theo. Hứa, mẹ hứa, từ nay mẹ con mình sẽ đùm bọc nhau, con đem theo ít đồ thôi, tới chỗ sắm cái khác. Tối mai mình đi, kẻo người ta phát hiện đó. Bỏ đồ vào cốp xe chở mẹ, đi tới đâu tính tới đó. Con không có bằng lái. Không sao, nếu bị công an dịnh, bỏ xe. Tôi thấy bà có thành tâm, và thật ra tôi cũng đã chán chê cuộc sống ở mảnh đất này, nên dỗ dàng đồng ý theo bà, với hy vọng sẽ có một đổi thay mới. Tối hôm sau, ngay trong đêm, tôi chở bà đi. Đi hoài, bà vẽ cho tôi diễn cảnh tương lai tươi sáng, chỉ có hai mẹ con. Tôi tự hứa với lòng, nếu bà không bạc đãi và xem tôi như con ruột, thì tôi cũng sẽ đem tình yêu ruột thịt trả lại cho bà. Mẹ con tôi sẽ chung sống rất hạnh phúc nơi đất lạ quê người. Nghĩ đến đó, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Đến sáng hôm sau, thì chúng tôi đã tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Long Khánh. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời, không phải không có căn nguyên. Việc đầu tiên là mẹ con tôi vào một cái chợ nhỏ nhưng khá sầm uất, thuê một căn phòng trọ với giá 500 ngàn một tháng, chưa tính điện nước. Căn phòng chỉ 9 mét vuông, để chiếc xe với chỗ ngủ là chật kín. Phòng có cái gác lẫn và đó là không gian riêng của tôi. Tôi cùng mẹ đi mua mền một chiếu gối, nồi niêu xoong chảo về xong là đánh một giấc tới chiều. Thức dậy, mẹ đã ra ngoài thị sát chợ. Chợ nhỏ, nhưng được cái nhóm suốt ngày nên người mua bán tấp nập, quán xá cũng đông. Bà quyết định chọn nơi này làm chỗ dừng chân lập nghiệp. Tối lại, bà bàn với tôi. Mẹ tính vậy nè, mai kiếm chỗ cho con học uốn tóc làm móng, sau này mở tiệm nuôi thân. Mình lột bỏ lớp vỏ cũ đi, mẹ không tên bóng nữa mà tên bích,
con không là Lùng mà là Lan, được không? Tôi sướng rung trong bụng, diễn cảnh cuộc đời quá tốt đẹp rồi. Tôi hỏi bằng một giọng rất thành kính và mang ơn. Còn mẹ, mẹ có dự tính gì không? Bà cười. Đương nhiên, đầu óc mẹ là đầu óc kinh doanh mà. Tự nhiên, nụ cười bí hiểm của bà, tôi thấy lạnh mình. Nhưng vì còn đang hạnh phúc với cái tên mới mẻ và cuộc sống đẹp đẽ sắp tới, nên tôi cũng không quan tâm. Hai hôm sau, tôi đi học làm thợ uốn tóc với học phí 3 tháng là 2 triệu đồng. Chính tay bà đóng cho tôi và để tôi độc quyền sử dụng chiếc xe. Lúc đó, tôi mới 17 tuổi, nhưng vì đã qua tay đàn ông nên thân thể nở nang. Bà dặn ai hỏi tuổi phải nói là 20. Tôi toàn tâm toàn ý, nhất nhất nghe lời bà, vì tôi nghĩ bà đang tìm một cuộc sống lương thiện, xóa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ. Sáng tôi đi, bà cho tiền ăn sáng. Chiều về, cơm nước đã sẵn sàng mẹ con cùng ăn với nhau. Nhìn bà vui vẻ phấn khởi, tôi cũng cảm thấy vui lây. Tôi tự nhủ, nếu bà cứ như thế này mãi, thì tôi sẽ có được một người mẹ như bao người mẹ khác. Tôi sẽ thương yêu quấn quýt lấy bà, sẽ chăm sóc quãng đời còn lại của bà bằng tấm lòng của đứa con ruột thịt. Một tháng sau, tôi mới biết bà kinh doanh gì ở cái chợ nhỏ này. Đầu tiên, bà lân la làm quen với những người hàng thịt, hàng rau, rồi sau đó, những người có sạp nho nhỏ bán cá, rau củ, hoa quả, thịt gà, thịt heo, chỉ cần số vốn ít ỏi để kiếm vài chục ngàn mỗi ngày. Bà cho người ta mượn tiền góp, 1 triệu ngày góp 40 ngàn, nghĩa là lãi suất 20%. Chiều, bà rảo ra chợ góp tiền, rồi tranh thủ quơ quạo chút rau chút cá, xem như đồ thừa để khỏi trả tiền. Hèn chi, ngày nào đi về, tôi cũng thay mâm cơm vinh vu thịnh soạn. Tôi hỏi, mẹ cho tiền góp hả mẹ? Ừ, kiếm đồng ra đồng vào, chứ ngồi không á, ăn núi cũng lỡ à. Sau đó con người ta bán ế cái gì, mình xin về ăn khỏi mua, tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy mà. Đất lạ quê người, mẹ biết người ta ra làm sao mà cho mượn tiền, lỡ gặp kẻ xấu thì sao? Bà trề môi, khuôn mặt vốn đã khó coi, càng thêm dị hợm. Ai dám giật tiền của tao, tao kêu xã hội đen chém chết mẹ nó. Có tiền khiến quỷ thần còn được, đừng nói xã hội đen. Tôi cười thầm. Khiến quỷ thần cũng được, vậy mà trôi nổi tới mảnh đất này. Nhưng mẹ cho vay tiền lời cao quá, họ sẽ làm không ra để trả nợ cho mẹ. Hay là mẹ cho 5% thôi, 1 triệu mỗi ngày góp 35 ngàn là được rồi. Tự nhiên đôi mắt bà long lên, làm bao nhiêu ý định tốt đẹp của tôi tan tành theo mây khói. Dạy đời tao hả? Trứng bày đặt khôn hơn dịch à? Tao lăn lộn ngoài xã hội, hạng người gì cũng từng gặp qua, không ai gạt hay qua mặt tao được. Mày đừng thấy tao im im hổn rầy rồi leo lên đầu tao nghe, con ngựa. Đó, bà Bích còn đây mà bà Bóng đã trở về. Tôi chán ngán, lặng lẽ dọn mâm cơm xuống và đi rửa chén. Giọng bà vẫn còn léo nhéo bên tai. Còn mày đó, lo mà học đi, chứ xong 3 tháng mà không ra nghề được thì tao không cho tiền học tiếp nữa đâu. Trời, 3 tháng sau ra được mẹ? Hôm nay con chỉ toàn là gội đầu không hà. Kệ mày, Lạy Lục Giang Sinh nói vậy cho lẹ, đặng tự sống, chứ tao không nuôi hoài được. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của tao kiếm được cũng cực khổ lắm. Và bắt đầu từ hôm đó, bà lộ nguyên hình còn khủng khiếp hơn ở quê hương. Cuộc đời tôi cũng trôi nổi bềnh bồng theo tay lái của bà. Chẳng bao lâu, bà khống chế gần 1/4 tiểu thương trong chợ. Nhìn bà xung xoe nịnh bợ mấy tay giàu sang và nghênh ngang kẻ rốn kẻ nghèo khổ, nhìn thật đáng tởm lợm. Lại chỗ nào cũng xà xuống, và câu cửa miệng của bà với người nghèo là: để tôi dạy cho cách làm ăn. Tôi nhìn thấy và biết rất rõ. Trong chợ không ai ưa bà, không một ai. Đúng vậy, bà không cho tiền tôi học tiếp nữa. Bây giờ tôi chỉ có thể gội đầu làm móng thôi. Thời gian đầu tôi phụ việc ngoài tiệm, chỉ chủ cho tiền xài. Vì tôi dốt nát, không có trình độ, nên cũng không thể xin vào làm công nhân của công ty. Lúc đó tôi buồn lắm. Rõ ràng bà nuôi tôi để làm phương tiện giúp bà kiếm tiền dơ bẩn,
chứ không hề có một ý định đầu tư gì vào đứa con mua này. Tôi bắt đầu có những dự tính riêng, nhưng đúng như bà nói, trứng không thể khôn hơn vịt. Vậy là tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình. Ban ngày lang thang xem có ai thuê làm móng hay gọi đầu trại nhà để kiếm vài chục ngàn, chiều làm cơm chờ bà đi gom tiền góp về ăn. Tôi không quan tâm bà có được bao nhiêu mối mang hoặc bao nhiêu tiền. Ngoài chợ nhỏ, ai cũng khinh miệt bà bởi cách ăn nói hàm hồ, hành xử thô thiển. Tôi xấu hổ khi làm con của bà. Và tôi được biết thêm một chuyện nữa. Phải công nhận, bà có khả năng để làm bất cứ việc gì ra tiền. Bà thuê hẳn một căn nhà cách chợ 500 mét, kính cổng cao tường, để chứa bài, lẫy sau, cho tiền bạc đứng và cầm đồ cho những con bạc cháy túi. Chuyện xảy ra hơn một tháng, tôi mới biết là do bà kêu tôi sáng rước bà về tắm thay đồ rồi đưa đi. Chiều trước về gom tiền, cơm nước tắm gội xong lại đưa đi tiếp. Đêm, bà ở lại đó ngủ. Bà nói, mướn hai chỗ, để có gì dễ thoát thân. Bà lấy sau, ban đầu là một sòng, sau đó mở rộng 4-5 sòng. Bà bán thuốc hút, tự tay pha cà phê bán cho họ với giá cắt cổ. Bà cho mượn 1 triệu, qua đêm lấy 50.000 tiền lời. Nếu như sáng lại không có tiền trả, thì phải thế chấp chiếc xe. Bà làm những việc đó một cách thoải mái, như lẽ đương nhiên. Nếu như mọi việc chỉ dừng lại ở đó, tôi cũng không bận bịu gì về chuyện làm ăn của bà. Nhưng một hôm về phòng trọ, bà kêu tôi lại, rỉ rịch to nhỏ. Thằng cha Tê á, chả khoái mày, muốn ngủ với mày một đêm, chả sẽ cho mày tiền, tao hứa rồi. Tôi la lên. Hứa là sao? Nay mẹ lại muốn bán con nữa hả? Hồi đi mẹ đã hứa gì với con? Có ngờ đâu, bà lại la lớn hơn cả tôi. Mày tốt quá, mới 15 tuổi đã hư thân mất nết rồi, chứ trong trắng gì sao mà làm giọng chảnh. Vì sao chứ? Vì sao tôi hư thân mất nết? Chắc mẹ rõ hơn ai. Trả treo hả mày? Bà đang cầm cái móc nhôm để lấy bộ đồ trong tay, dục tới tấp trên đầu trên thân thể tôi. Tôi ngồi yên không động đậy. Bà vừa đánh vừa chửi, gian động khắp khu vực phòng trọ với những lời tục tiểu khó nghe. Mọi người ái ngại nhìn tôi, chỉ có ông chủ nhà lên tiếng. Ê bà kia, dạy con không phải như bà đâu nhé. Con gái lớn rồi cũng phải tế nhị với nó. Chửi sao mà thô bỉ, còn đánh đập bạo hành nữa. Ông già, chuyện gia đình tôi ông không được xen vô nghe. Tôi dạy con tôi chứ dạy ông sao? Còn già hàm, bà ở trọ thì cũng phải biết tôn trọng tập thể, chứ có đâu gây huyên náo chung quanh làm phiền người khác. Tôi thích thì tôi làm, ở trọ cũng phải trả tiền. Bây giờ nhà trọ đầy, không ở chỗ này thì ở chỗ khác thôi. Vậy mời bà, bắt đầu từ ngày mai tôi không cho bà ở nữa nhé. Coi bà ở chỗ khác được mấy hôm. Vậy là hôm sau tôi lại lục đục cùng bà dọn đi. Thì ra bà đã có dự định trước nên tốc hành dọn đến căn nhà chứa bài. Bà mua chiếc xe đạp điện để mỗi ngày tới lui chợ nhỏ mà không cần tôi đưa rước. Ở nơi đây, đối với tôi là một địa ngục. Suốt ngày tiếp xúc với khói thuốc lá mù mịt và đủ loại gã đàn ông trụy lạc, bà lại đi vào con đường cũ, săn gái cho họ. Nhưng những cô gái này hoạt động chuyên nghiệp nên tiền bà kiếm được ở thân xác họ không như mong mỏi của bà. Vì vậy, bà nhắm vào tôi. Một đêm, tôi đang say sưa ngủ thì một gã đàn ông ập tới, nói rằng bà đã cho phép hắn. Tôi căm thù bà, nhưng vẫn không đủ dũng khí để bỏ đi. Mà đi đâu chứ? Tôi chỉ mới 17 tuổi và chưa từng bước ra ngoài xã hội. Tôi có thể tự sống sao? Nên đành lòng chấp nhận số phận và chỉ biết tích lũy tiền. Tôi hạn chế nói chuyện và gần gũi với bà, nhưng vẫn bị bà la mắng suốt ngày. Có lần tôi buột miệng. Bà ép tôi quá, tôi sẽ bỏ đi đó. Là một sai lầm lớn của tôi. Từ hôm đó, bà chính thức giữ chìa khóa xe, theo dõi tôi sau mỗi cuộc hành lạc có bao nhiêu tiền, rồi dụ dỗ. Con còn một số vòng vàng, đưa cho mẹ đi. Mẹ cầm đồ cho lấy tiền xài. Con gái phải có chút vốn liếng trong mình. Không được. Tại sao? Vòng vàng bán trên không sạch sẽ rồi. Tôi không muốn nó sinh đẻ ra tiền bạc dơ bẩn nữa.
mày tốt quá, tao cũng không nuôi mày nữa đâu. Tôi tự nuôi tôi, yêu cầu bà để yên cho tôi là được. Bà lồng lộn lên, chửi tôi là Phường ăn cháo đá bát, quẹt mỏ như gà, và thật kinh tởm. Đêm đó, canh lúc tôi ngủ say, bà lột sạch, không còn món gì trên người. Tôi chỉ có duy nhất một người bạn, chị Loan. Chị lớn hơn tôi 10 tuổi, có sạp quần áo ngoài chợ. Chị hay kêu tôi làm móng và lại nhà gội đầu cho chị. Chị hiểu hoàn cảnh tôi và hay khuyên tôi nên thủ một số tiền trong mình để tránh trường hợp bất trắc. Chị dẫn tôi ra ngân hàng, làm cho tôi thẻ ATM và dạy tôi cách gửi rút. Từ đó, tôi bắt đầu có chỗ cất tiền, nhưng lúc nào cũng đau đớn sợ bị phát hiện và thay đổi chỗ giấu thẻ mỗi ngày. Rồi Thịnh xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn làm tôi nhận thêm ra về một khía cạnh khác về bộ mặt của bà. Tôi biết hắn từ lâu, hắn cũng thuê căn phòng trọ cạnh đó, thuộc dạng ăn trắng mặt trơn, dạng mày râu nhẵn dụi, áo quần bảnh bao. Suốt ngày không thấy hắn làm gì, chỉ quanh quẩn ra vào tiệm net để chơi game. Tôi cũng không hiểu tiền đâu hắn xài, mà lúc nào cũng thấy hắn trơn bóng, chải chuốt gọn gàng. Hắn theo ve vãn tôi và nhanh chóng được lòng bà. Hắn càng xung xoe nịnh bợ, bà càng tưng tiêu hắn bao nhiêu, thì sự căm ghét trong tôi càng lớn hơn gấp mấy lần. Hắn tới lui ở lại nhà bà, pha cà phê, phục vụ cho con bạc ăn uống, săn gái bên ngoài đem vào cho họ qua đêm. Tôi thầm mong có một ngày nào đó, bà sẽ bị úp như ở Cà Mau, cho biết thế nào là lễ độ. Hắn ngỏ ý cưới tôi, và được bà đồng ý tức khắc, dù cho tôi phản ứng thế nào cũng mà. Cũng đành thôi, ít ra tôi cũng không bị bà bán cho những con bạc. Rồi bà làm đám cưới lên đình, quen biết bao nhiêu người bà mời hết, dù thân hay không thân, để lấy lời. Nhà trai chỉ có ba mẹ hắn, mà sau này tôi mới biết là hắn mượn người đứng ra, chứ cha mẹ hắn ở tuốt trên Đắk Nông không hề hay biết. Đám cưới người ta đi không được 1/5 số khách, vì vốn dĩ có ai ưa bà đâu. Những người đi dự đa số là người nghèo đã bị bà khống chế, cho nên tối lại bà vừa khui phong bì vừa chửi. Toàn là lũ khốn nạn vô ơn, không có tao giúp đỡ, chúng chết đói hết, vậy mà không biết trả ơn gì hết. Là do mày, là chúng nó ghét mày. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời của bà. Còn Thịnh, hắn cưới vợ không tốn một xu, còn xin tiền cho ba mẹ hắn về xe. Vậy là tôi đã có chồng. Có một thoáng tôi nghĩ, có thể mình sẽ tìm được bến đỗ, sẽ có người chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, sẽ sinh con, có gia đình riêng của mình và vĩnh viễn thoát khỏi sự kìm kẹp của bà. Nhưng sau đêm tân hôn, tôi mới biết mình đã sai lầm. Đêm đó, khi biết tôi không còn trinh tráng nữa, hắn đã hành xử trên thân thể tôi như đối với một con điếm rẻ mạt. Tôi than đau, hắn nói: đau à? Qua tay bao nhiêu thằng rồi mà còn than đau? Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào vực thẳm không đáy. Bà lúc nào cũng tôn thờ hắn, và hắn rất giỏi đóng kịch trước mặt bà. Bà chăm sóc cho hắn từ bữa ăn giấc ngủ, từ manh quần tắm áo, đi đâu cũng kêu hắn chở đi. Trước mặt bà, hắn ngoan ngoãn dễ bảo và luôn ngọt ngào với tôi. Còn khi chỉ có mình tôi với hắn thì hắn đối xử với tôi như một con thú. Bà chiều chuộng hắn lạ lắm, không phải như chiều chuộng con hay cháu, mà cái sự chiều và âu yếm của bà dành cho hắn tôi chưa từng thấy qua ở bà. Vợ chồng tôi dọn về phòng trọ của hắn, lẽ ra bà ở lại sòng bạc vì nơi đó hoạt động 24/24 và hắn cũng ở đó 80% trừ khi ngủ. Bà nấu cơm, làm đồ ăn và luôn miệng chửi tôi là đàn bà hư, không biết lo chồng con bữa cơm đàng hoàng. Hắn thèm thịt gà, bà mua một con mái dầu về nấu cháo, và hắn ăn ngấu nghiến như heo một mình hết sạch. Hắn thèm hột vịt lộn,
bà tất tả xách xe đạp đi mua 20 trứng về luộc cho hắn ăn. Nhìn hắn ăn hì hục, tôi cảm thấy khinh ghét và ghê tởm. Tôi sợ hãi mỗi khi nằm bên cạnh hắn, gớm ghiếc khi bàn tay hắn chạm vào tôi. Cứ thế này thì tôi sẽ không bao giờ có tiền. Một hôm không có hắn ở đó, tôi nhắc bà về lời hứa sẽ trả tiền lời về số vàng bà lấy của tôi để cho vay, thì bà trở mặt. Được chị Loan tư vấn, tôi chỉ nói vài câu làm bà rúng động. Cứ tự nhiên thoải mái, nhưng không giữ đúng lời hứa với tôi thì tôi sẽ báo chính quyền cho chết chùm. Cũng đừng nghĩ sẽ nhốt tôi lại. Một ngày người ta không thấy tôi, bà sẽ mệt đó. Bà há hốc mồm nhìn tôi, rít lên. Trời ơi con này, mày quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng bà cũng quăng cho tôi 100.000 mỗi ngày. Tôi không đồng ý, phải 300.000. Bà cay cú nhưng cũng đành đưa ra, bằng không phải trả lại tôi số vàng đó. Càng ngày bà càng ghét tôi, và tôi thật sự mong mỏi một ngày nào đó bà đuổi tôi đi. Họ có cuộc sống của họ, tôi có cuộc sống của tôi. Mặc họ cứ cho tiền góp, cứ chứa bài lấy sau, cứ cho vay cắt cổ và cứ dẫn mối cho người ta hành lạc. Tôi vẫn sáng sáng ra khỏi nhà tìm mối làm móng gội đầu. Cũng có người cho rằng tôi cố tình ra ngoài tìm gái cho bà, nhưng thấy tôi khó bắt chuyện nên dần dà họ cũng hiểu. Tôi có một số khách ruột và sắm riêng cho mình một cái điện thoại di động để dễ dàng giao dịch. Có hắn rồi, bà không cần đến tôi, cho nên tôi rất thoải mái để tự mình kiếm sống, mặc dù mỗi bữa cơm đều bị bà chì chiết vì không lo món ngon vật lạ cho chồng. Cần gì chứ, bà chăm sóc, lo lắng hắn cẩn thận còn hơn cha mẹ mình. Có đôi khi tôi tự hỏi là tình cảm gì chứ, tình cảm gì mà vượt khỏi tình mẹ con lạ lùng như vậy. Bà cho hắn tiền, sắm sửa quần áo cho hắn toàn đồ hiệu, chiều chuộng hắn một cách kỳ lạ, cho nên lúc nào hắn cũng đương đương tự đắc với tôi. Hắn chê tôi ngu, không biết phối hợp với bà để mai này thừa tự công việc và tài sản bà để lại. Nghe hắn nói, tôi càng khinh miệt hắn hơn, càng thấy hắn là một tên bỉ ổi vô lại. Một hôm, tôi đến quán nhậu để làm móng cho mấy cô tiếp viên. Vừa bước vào, đã thấy hắn ngã ngớn với ba cô gái ăn bận hở hang, phấn son loè loẹt. Trên bàn ê hề là những món ngon đắt tiền. Hắn cặp cổ bỡn cợt với họ, rồi hào sảng móc ba tờ 500.000 nhét vào ngực mỗi cô một tờ. Thấy tôi, hắn khựng lại, một thoáng bối rối, nhưng tôi giờ như không quen biết hắn. Được nước, hắn coi tôi như người vô hình, càng lố bịch với ba cô gái kia hơn. Về nhà, sợ tôi mách với bà, hắn lên tiếng trước. Mẹ, báo cho mẹ tin vui, con vừa săn được ba con mồi bén. Số điện thoại của nó đây, mẹ alo, nó tới liền tức khắc. Tiền bo tùy mẹ cho bao nhiêu cũng được. Khuôn mặt bà nở ra. Ôi trời, nhìn họ vui mừng, tôi cảm thấy tổm lộm. Bà liếc ngang tôi. Hai, phải mày được 1/10 của thằng Thịnh là tao cúng con heo ăn mừng. Vài hôm sau, tôi lại thấy hắn ngồi cả ngày ở tiệm net. Vậy mà hắn nói với bà là đi đám cưới bạn thân, mượn xe để lấy le. Từ hôm nhìn thấy hắn ở quán nhậu, tôi tuyệt đối không cho hắn đụng đến thân thể nữa. Hắn bực bội, câu có với tôi và luôn miệng bài xích tôi với bà. Bà chửi, nhưng tôi đã chai lì. Hôm nọ, bà than mệt nên ở nhà trọ nghỉ buổi sáng. Trưa đến sòng bạc thì hắn đã đánh kiếm khách, thua và nợ người ta 3 triệu đồng. Bà vui vẻ móc túi chi trả, nhớ lại học phí uống tóc 2 triệu của mình. Tôi hận. Bữa nữa, hắn kiếm chuyện gây gổ với tôi rồi xách xe bỏ đi biền biệt một ngày đêm. Ở nhà, bà chạy chết. Không phải vì xe mà chắc là vì nhớ hắn. Sáng hôm sau, hắn điện thoại về, vừa khóc vừa kể với bà là tôi đối xử tệ bạc khinh thường hắn, cho nên hắn buồn, đi uống rượu và ngủ khách sạn, bị vụ cờ bạc thu hết tiền, còn nợ xã hội đen 10 triệu đồng. Không mang tiền đến chuộc, họ sẽ chặt một cánh tay. Bà hoảng hốt, chửi tôi xối xả, rồi kêu xe ôm chở đến khách sạn chuộc hắn về. Tôi nhìn thấu ruột gan hắn, nên không an ủi một lời. Hắn hằn học nhìn tôi,
còn bà thì thay vì trách hắn, lại cho tôi là nguyên nhân tổn thất mười mấy triệu của bà. Tôi cố tình nói nhỏ cho một mình hắn nghe. Đóng kịch giỏi lắm, có một số vốn rồi. Lu bu vụ của hắn, ba ngày bà không ra chợ nhỏ góp tiền, đến ngày thứ tư thì vài người xin khất nợ lại vì góp nhiều quá, nhưng bà tuyệt đối không cho. Bà la lối chửi bới ổn tỏi ngoài chợ và đòi xiết đồ người ta, mà họ chỉ ở trọ thì đồ đâu mà xiết, chỉ có trên dưới 2 triệu thôi mà bà làm xấu hổ nhục nhã hai chị ngoài chợ. Hai chị vừa khóc vừa hẹn chiều mai sẽ góp đủ. Tôi cũng ở đó, dự định là sáng hôm sau sẽ mang tiền cho hai chị mượn trả bà. Dù gì đồng tiền bà đưa tôi cũng không sạch sẽ, giúp đỡ được ai tôi sẽ giúp. Nhưng sáng hôm sau tôi tá hỏa khi hay hai chị đã trả phòng đi mất. Khỏi phải nói, bà dậy chết như bị thọt huyết chảy cả lít máu. Bất ngờ hơn, trong chợ mỗi người một ít, còn lại bao nhiêu chị loan gồng hết để các chị bán cá, bán rau, bán thịt trả nợ cho bà. Trong vòng 5 ngày, trong chợ không còn một ai bị bà khống chế nữa. Từ đó mới thấy sức mạnh của sự đoàn kết là vô cùng, và tình người với nhau cũng vô cùng. Bà hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi. Sau đó theo năn nỉ từng người, nhưng ai cũng quay lưng với bà, thậm chí không cho bà đến gần sạp của họ và không bán cho bà bất cứ món gì. Bà không còn đất sống ở khu chợ nhỏ này rồi, muốn mua đồ làm cơm phải đi chợ khác xa hơn, không chừng chỗ đó bà lại tạo ra một lãnh địa mới. Hắn lại đi chơi game, và lần này thì mất xe. Dựng xe trước cửa tiệm bị chúng trộm, rõ ràng bà đang bị hắn bồn rốt mà u mê ám chướng. Lại đi mua chiếc xe SH 120 triệu, nói là làm của. Lúc đó ai có bằng lái xe cũng được đứng tên xe, và muốn đứng tên xe phải về địa phương làm hồ sơ. Cho nên hắn nghiễm nhiên là chủ nhân chiếc xe thời thượng này. Mặc dù tôi đã hết lời can ngăn, nhưng giống như bà muốn tặng cho hắn vậy. Rồi chưa được một tháng, chiếc xe và hắn cũng bốc hơi luôn. Biết ở đâu mà tìm, gã con mà không biết gì về nhân thân của thằng rể, giao tài sản lớn cho hắn mà không biết nhà cửa hắn ở đâu, vậy mà lúc nào cũng bô bô. Hạng người nào á, tao cũng từng gặp, không ai có thể qua mặt được tao. Bà buồn, cú sụ như xác chết, ngồi trắng mặn, lục lọi kỷ niệm hay gì gì không biết. Buồn cười, kẻ mất chồng là tôi mà. Rồi may mắn sao, bà tìm được giấy chuyển tiền của hắn bằng đường bưu điện về cho gia đình hắn, rất nhiều tờ trong vòng 7 tháng sau khi cưới tôi. Tổng cộng số tiền lên tới cả 100 triệu, trong đó có ghi địa chỉ và tên, số chứng minh nhân dân của cha hắn. Bà mừng như điên, lắp bắp kêu tôi cùng đi với bà đến nhà hắn. Tôi quyết liệt không đi là không. Mẹ tiếc gì thằng đó nữa chứ, nó ăn của mẹ biết bao nhiêu tiền rồi, coi như cúng cô hồn chiếc xe đó là xong đi. Mặc cho bà nói chửi như thế nào, tôi cũng không đi. Cuối cùng bà thuê xe 4 chỗ đi cùng với một tay cờ bạc thân tín của bà. Hay thật, chiều lại gã kia chạy SH về, bà và hắn ngồi xe du lịch. Nội dung cuộc gặp gỡ chiêu hồi của bà và hắn như thế nào hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Bà chỉ xung xoe với tôi là nó muốn chạy xe về lấy le với hàng xóm thôi, hỏi mượn thì không dám. À, cái thằng à. Kệ, bà muốn rửa mặt như thế nào là tùy bà. Tôi thì không tin hắn nữa. Giả lại, tôi vốn dĩ chưa bao giờ tin hắn. Nhưng hắn biết tôi có tiền, mỗi ngày 300 ngàn, tháng có 9 triệu tiền mặt, nên theo dụ tôi cùng hắn mở tiệm bán điện thoại di động. Hắn đi học nghề sửa, và bà sẽ cho tiền học như đã hứa với hắn, chứ sống bấp bênh như vậy hoài cũng không được. Hắn nói muốn làm lại từ đầu, rồi sinh con đẻ cái với tôi. Hắn an ủi tôi bị mẹ hành hạ mắng chửi, và hứa từ nay sẽ bảo vệ tôi. Tôi cũng xiêu lòng, nhưng nghe lời chị Loan, tôi bắt hắn cùng đến bệnh viện xét nghiệm xem chúng tôi có vấn đề gì về sức khỏe hay không. Hắn vui vẻ đồng ý, và kết quả xét nghiệm 1 tuần sau đó
mới có. Bà thì mừng rỡ hưng phấn ra mặt, dù không cho hắn chạm đến người tôi, nhưng tôi cũng không hằn học với hắn như trước. Bà có vẻ ngạc nhiên lắm, sau khi nghe tôi nói kế hoạch của hắn, thì trời, bà đùng đùng nổi giận. Mở tiệm gì chứ? Công việc đang đang đê đê ở đây ai lo mà mở tiệm? Hắn nói với tôi khi không có mặt bà. Kệ, bà nói gì nói, mình lo cho tương lai của mình. Nhưng tôi đã nhìn sai hắn lần này. Trả giá cho sai lầm đó là tôi bị hắn cưỡng 10 triệu đồng, chưa kịp gửi vào thẻ ATM do bất cẩn không đề phòng hắn. Còn bà, thê thảm lắm. Chiếc xe SH, một số dòng vàng và gần 100 triệu tiền bạc. Sau khi đã thật sự an toàn, hắn điện thoại cho bà, lộ nguyên hình một tên giả thú. Vĩnh biệt bà nhé, người tình mập ú cưng. Bà biết á, tôi chán chê bà tới mức độ nào không? Bà không hình dung ra nổi đâu. Bà cũng đừng nghĩ lên nhà tôi tìm tôi nha. Tôi không có dính líu gì tới bà hết. Xe là của tôi, vì tôi đứng tên. Tôi với đứa con gái ngu của bà không có đăng ký kết hôn, không có hai họ chứng kiến, nên không phải là vợ chồng. Tiền bạc tôi lấy của bà, ai làm chứng? Muốn tôi khai tiền ở đâu ra không? Cha mẹ tôi cũng không có trách nhiệm về tôi, vì tôi đã trưởng thành rồi nhé. Vĩnh biệt em mập ú yêu quý nha. Nhớ tới bà, sao mắt ối quá. Bà buông điện thoại ra, khóc như mưa bớt. Tôi ngạc nhiên về cách gọi của hắn. Em. Nhưng nhìn bà như chết rồi, cũng thấy tội tội. Tại mẹ không nghe con, giờ nó lấy gần hết tiền của mình rồi. Phải hôm đó mẹ bỏ, thì đâu có mất thêm số bạc nữa. Lần đầu tiên bà không chửi tôi. Hôm sau, tôi nhận kết quả xét nghiệm. Hắn bị HIV dương tính. May quá, do tôi chấm dứt quan hệ xác thịt với hắn kịp thời, nên không sao. Tôi báo cho bà. Yên tâm đi mẹ, nó không xài được đồng bạc nào đâu, nó bị SIDA rồi. Mặt bà tái xanh, lắp bắp. SIDA? Còn con? Con không sao. Tôi cảm động vì nghĩ bà lo cho mình, nhưng thật bất ngờ khi nghe bà nói. Còn mẹ? Mẹ sao? Mẹ thì liên quan gì chứ? Hỏi như vậy, nhưng tôi đã hiểu tất cả. Tôi dẫn bà đi xét nghiệm và may mắn cho bà là bà cũng không sao. Bác sĩ nói 2 tháng sau nên trở lại khám. Nếu như chồng đã dương tính, vậy có thể vi trùng HIV chưa phát tán. Lại lo, thằng khốn kiếp và bộ đàn bà đê tiện. Bà sắp hết thời. Dân chợ ghét bà, tẩy chay bà. Nghe vụ hắn chơi bà mấy vố, họ hả hê. Sau đó dập bà một cú chót, làm bà thật sự tê liệt. Tôi nhớ rõ hôm đó, sòng bài của bà xôn nhất từ trước đến nay. 6 sòng, sâu trước trong ngoài, chỗ nào cũng có người. Nếu suôn sẻ đêm đó, tiền chảy vào túi bà như nước nguồn. Lớp cờ bạc, lớp được cái ô hợp chưa từng thấy. Tôi lẳng lặng bỏ về phòng trọ. Lúc đó phòng trọ vẫn chưa trả, để tôi có không gian nghỉ ngơi. Bất ngờ công an khu vực ập tới bắt trọn ổ. Người thì họ cho gọi điện về nhà tới đóng tiền phạt và viết giấy cam kết không tái phạm, rồi được thả về. Tang vật tịch thu hết gồm 26 điện thoại di động, 340 triệu tiền mặt và 22 chiếc Honda. Tiền xem như xong, còn xe 2 ngày sau ra ủy ban giải quyết. Bà xuôn xoe đưa tiền hối lộ bị lập biên bản luôn. Nhà trọ thì niêm phong chờ chủ nhà. Trong 22 chiếc xe, bà đã cầm của người ta 12 chiếc. Nếu xe bị giữ, bà phải đền. Mai phải ra ủy ban nộp phạt tội chứa bài. Bận này, bà trắng tay. Và không nói dài dòng, để bảo toàn tiền bạc còn lại và bảo vệ mình, đêm đó tôi và bà lại lén lút ra đi. Lần này không có xe,
bà thuê xe 4 chỗ và để dấu tung tích, bà thay xe mấy lần. Cuối cùng hừng sáng đã đến quận 4 của thành phố Hồ Chí Minh. Bà nhanh chóng tìm được nhà trọ. Ở Sài Gòn, cái gì cũng đắt đỏ. Phòng trọ mắc gấp 3-4 lần Long Khánh. Tôi chưa biết mẹ con sẽ sống ra sao, nên bàn với bà. Hay mình kiếm cái gì đi buôn bán đi mẹ, đừng làm nghề cũ nữa nha. Từ từ, để quan sát chung quanh đã. Phải công nhận, trong con người của bà có dòng máu gì lạ lắm đang chảy hay sao đó. Chỉ vài hôm, bà đã làm quen với một đại ca xã hội đen và tự hào về điều này. Bà xem như từ nay đã thật sự đổi đời vì đã có dưới tay vài đàn em bảo kê. Tôi muốn bỏ đi vì ghê tởm quá. Tôi cảm thấy trước sau mình cũng sẽ trở thành con mồi của bà. Tôi mới hơn 18 tuổi chứ mấy, và căn bệnh thế kỷ của hắn vẫn luôn ám ảnh tôi. Nhưng đi đâu và làm gì thì tôi chưa nghĩ ra. Cái khó ló cái khôn. Tôi đến tiệm uốn tóc lớn để xin phụ việc và được nhận vào làm ngay. Tôi lãnh lương hàng ngày và khách bo có khi cũng tới vài trăm ngàn. Tôi và bà tự ai làm nấy ăn, không nấu nướng trong nhà trọ nữa. Khi đông khách, tôi cũng được chị chủ dạy uốn tóc. Trong vòng vài tháng, tôi cũng đã rành rẽ nghề uốn, gội và làm móng. Tôi nhanh nhẹn nên được chị chủ thương và khách bo rất nhiều tiền. Tôi không sợ bà nữa. Từ nay, tôi có thể độc lập tự nuôi mình. Nhưng đâu có dễ như vậy. Bà là bạn của đại ca mà. Tên đại ca đó, mặt mày mình mẩy toàn là thẹo, nên được gọi là đại ca mình thẹo. Mỗi lần gặp tôi đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cố tình lánh né hắn bao nhiêu thì bà càng tạo điều kiện cho hắn bấy nhiêu. Tôi hay về tối vì tiệm rất đông. Dạo này tôi phát hiện có một tên đàn ông lầm lì luôn đi theo tôi. Tôi bỗng thấy sợ quá. Hay tên đó cho người theo dõi tôi? Lúc nào tôi cũng dòm chừng hắn và mấy lần cắt đuôi, nhưng một lát thấy hắn lù lù theo sau. Sắp tới nhà thì hắn biến mất. Cả thời gian dài như vậy nên dần dà tôi cũng không đề phòng hắn nữa. Cho đến một hôm tôi về tối hơn thường lệ thì bị hai tên chạy Honda ngang giật lấy giỏ, trong đó có đồ nghề và vài trăm ngàn. Tôi hốt hoảng chưa kịp la thì hắn phía sau đã phang chiếc dép vào căm xe của chúng. Xe dừng bạc lại và hai tên ngã nhào xuống đất. Hành động của hắn nhanh như phim làm tôi ngưỡng mộ. Hắn lao tới lấy lại giỏ sách và dõng dạc. Biến, đồ giang hồ ghẻ. Nhưng hai tên giang hồ ghẻ cũng không phải vừa. Chúng dựng xe lên và làm bộ bắt tay hắn xin lỗi, rồi bất chợt giằng mạnh, nghe một tiếng rác. Hắn quỵ xuống, còn bọn chúng chạy đi. Tôi nghĩ bọn họ dàn cảnh để lấy lòng tôi, nhưng thấy hắn đau quá, bèn ngoắc taxi chở hắn tới bệnh viện gần đó. Bác sĩ nói hắn bị sái khớp, phải bó bột và điều trị. Vậy là tự nhiên tôi phải vừa đi làm vừa nuôi bệnh ngang xương. Nhưng tiếp xúc với hắn, tôi mới biết đằng sau khuôn mặt lầm lì là một tâm hồn thanh cao trong sáng. Hắn có nhiều nỗi khổ tâm khi là con trai duy nhất mà không ở gia đình để chăm sóc cha mẹ, bởi vì nghèo quá. Tưởng lên Sài Gòn sẽ tươi sáng hơn, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa phải dướng vào tù tội 2 năm trời chỉ vì giúp bạn. Ra tù rồi vẫn chưa một lần về quê bởi xấu hổ, dù không ai biết gì về quá khứ của anh, và anh cũng chưa đủ tiền để về quê làm lại từ đầu. Mơ ước lớn nhất trong đời của anh là cưới được người vợ hiền, cùng chung lưng đấu cật xây dựng một gia đình hạnh phúc, có con cái để sớm hôm hữu hỷ với cha mẹ của anh. Khi nhìn thấy và để ý tôi một thời gian, anh cảm thấy tôi chính là phân nửa mà anh muốn tìm, nên âm thầm theo bảo vệ tôi vì nơi đây rất phức tạp. Tôi hoàn toàn tin anh, tin vô điều kiện, và tôi kể cho anh nghe về tất cả mọi việc xảy ra trong đời mình. Tôi nói với anh về tên thật là Lùng chứ không phải Lan, và biết anh tên Tân chứ không phải Tám. Tôi nói không xứng đáng với anh vì anh cho tôi biết là nhìn mẹ nuôi và cách đối xử với tôi, anh cũng đã đoán ra. Anh cũng cho tôi biết đại ca mình thẹo hàm ơn anh và sẽ bảo vệ anh và tôi. Trong những ngày anh ở bệnh viện, tôi chăm sóc anh
như vợ chăm sóc chồng, và chúng tôi đã yêu nhau. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là yêu một con người bằng cả mãnh lực của trái tim mình. Tôi chẳng còn ám ảnh về căn bệnh SIDA, nên đề nghị cùng nhau đi xét nghiệm. Nếu âm tính sẽ bàn tiếp, còn không thì chấm dứt tại đây. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi thật sự lo lắng. Khi biết cả hai đều an toàn, chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau trong bệnh viện. Đại ca Mình Thẹo cũng đã vào thăm anh và hết sức ngạc nhiên khi biết chuyện chúng tôi. Đại ca cũng chân thành chúc phúc cho anh và mong chúng tôi sẽ sớm ngày lấy nhau. Dù đã có tình yêu, nhưng có lẽ tôi sẽ không đủ dũng khí để rời bỏ bà nếu không có vụ việc sau đây xảy ra. Đầu tiên, bà định nạp tôi cho đại ca Mình Thẹo với hy vọng sẽ là mẹ của chị hai trong giới giang hồ, nhưng bị đại ca từ chối. Bà quê, sau đó bắt mối bán gái qua Campuchia, Thái Lan. Bà định bán tôi, may mắn thay đại ca phát hiện cảnh cáo bà. Con Lan là bồ của thằng Tám, tụi nó sẽ cưới nhau. Thằng Tám có ơn với tôi, bà đụng vô nó là mẻ xương bà nghe không? Biết chuyện, bà làm giặc với tôi, chửi tôi là thứ ngu, tẩy não cách mấy cũng không khôn được. Làm chị hai không chịu, đi chịu thằng cốc ké. Quen chịu đựng rồi, nên tôi cũng không trả treo gì với bà. Bà nói chia tay với Tám đi, bà sẽ cho đi du lịch Thái Lan hay Campuchia, tùy tôi thích. Tôi hoàn toàn không hề biết ý định bán người của bà. Rồi đại ca hẹn chúng tôi ra quán, đại chúng tôi ăn một bữa thịnh soạn, xong cầm một bao thơ dày cộm đưa cho Tân, ân cần. Anh chỉ có thể cứu được hai đứa lần này, về sau bà có giở trò ở đâu, anh không biết được. Mặc dù anh đã cấm bà ta, nhưng nguồn tin chính xác là tối mai bà sẽ bán Lan qua Campuchia đó. Thoát được lần này, không thoát được lần sau đâu. Đây là số tiền anh cho chú, không lớn lắm, nhưng đủ cho hai đứa về quê mua bán lập nghiệp, sinh con đẻ cái, chăm sóc cha mẹ già là ước mơ của chú từ lâu phải không? Nhớ về cưới hỏi đàng hoàng, cho Lan danh phận để sau này bảo vệ nó nghe hôn. Mẹ, mẹ bán em hả đại ca? Kinh khủng quá phải không? Thôi, đừng nghĩ đến vấn đề của bà nữa. Còn đây, đây là bùa hộ mệnh anh cho em, để sau này lỡ như bà có tìm ra em thì đem ra đối phó. Đại ca rút trong bóp ra hai miếng giấy báo xếp nhỏ, là hai tờ truy nã bà Nguyễn Thị Bóng, có hình của bà. Một của công an Cà Mau, một của công an Long Khánh. Tôi run lên bần bật như đang sốt rét, đọc không ra chữ. Có truy nã em không? Không, chắc do em còn nhỏ và là nạn nhân. Thôi đi ngay đi, đừng về nhà nữa, kẻo bị sụp bẫy. Lan còn gì ở nhà không? Không có gì quan trọng, từ lâu em đã quen trốn chạy rồi. Tân nãy giờ ngồi nghiến răng căm giận, đột ngột nói. Việc gì phải trốn chạy đại ca? Anh cho em về xử con mẻ một lần mới đã cái nư em. Xong rồi được gì? Tù tội nữa hả? Đừng cãi anh, đi đi. Và cũng đừng liên lạc với anh nữa nghe không? Dứt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Anh chỉ biết trả ơn chú vậy thôi. Đi đi, đừng lưu luyến nữa. Cũng đừng quan tâm về bà nữa nghe không? Bà cạn tình thì mình cạn nghĩa. Ôi, đại ca, người đàn ông xã hội đen có khuôn mặt dữ dằn, nhưng rất xem trọng nghĩa khí. Có ơn phải trả, chứ không tán tận lương tâm như kẻ mặt người lòng thú ấy. Vậy là chúng tôi đi ngay trong buổi trưa hôm đó. Trong lòng tôi tràn đầy sự căm thù, nhưng rõ ràng là không một chút vướng bận. Anh và tôi dệt mộng về cuộc sống mới của mình. Nhưng thú thật, tôi rất bất an. Không biết cha mẹ anh có đón nhận tôi hay không, hay lại gặp sự ghẻ lạnh thì cuộc đời tôi coi như bế tắc. Từ Sài Gòn về Cần Thơ cũng gần, với chiếc Honda Dream 2 là con ngựa sắt của anh, chúng tôi tới thành phố Cần Thơ chưa được 4 giờ chiều. Nhà anh ở trong sâu, nên chúng tôi ghé chợ mua một số quần áo, đồ dùng cá nhân, quà cáp cho cha mẹ anh
và một con vịt quay với vài ổ bánh mì. Anh nhìn tôi cười cười, ái ngại. Vậy là xa xỉ lắm nè. Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà tôi cũng thương, chả bù với tên Thịnh lừa đảo kia an toàn hàng thượng phẩm. Anh giao tiền đại ca cho tôi, nhưng tôi không nhận, kêu anh đem về đưa cha mẹ để còn làm đám cưới nữa chứ. Anh cảm động lắm và nói tôi biết điều. Tối khoảng 8 giờ, chúng tôi đã về tới nhà. Nhà anh thật là nghèo, nền đất rách lá và không có món gì đáng giá. Cha mẹ ôm chầm lấy anh khóc như mưa, và qua làn nước mắt đó, tôi cảm nhận ngay được một sự nhớ nhung và tình thương yêu ruột thịt. Bây giờ, ông bà già mới phát hiện ra sự có mặt của tôi. Sau khi nghe anh trình bày tất cả mọi sự không giấu giếm, bà nắm tay tôi mân mê bóp bóp. Kinh khủng quá, làm cha mẹ dĩ dạy hôn. Người ta nuôi con chó con mèo còn thương, huống gì con người. Ai lại đem bán con mình ra nước ngoài, cả đời không gặp gỡ vậy không biết à. Thôi yên tâm đi con, ở đây với cha mẹ, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau nghen. Để rồi tao với cha bay cũng lo liệu cho cái đám cưới đàng hoàng ra mắt bà con nữa. Trời ơi, tôi có nằm mơ không? Anh cầm sắp tiền đại ca cho. Bây giờ tôi mới thấy 4 cọc 500 ngàn là 200 triệu đồng. Hèn chi nói dày cộm, anh trân trọng nói với cha mẹ. Đây là tiền con già lùng dành dụm bao lâu nay, cộng với tiền sang quán nữa, đưa cho cha mẹ làm đám cưới, sửa sang lại nhà cửa. Tụi con sẽ lo làm ăn, cho cha mẹ vui lòng. Tôi lại bất ngờ nữa, nhưng những lời anh nói hoàn toàn có ý tốt. Cha mẹ anh không cầm tiền. Cha mẹ già rồi, mọi việc tùy thuộc các con. Miễn tụi bay sống hạnh phúc và đừng bỏ tụi tao đi đâu nữa là được. Ôi, tấm lòng của người làm cha mẹ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được rằng mình sắp có một gia đình hạnh phúc. Hơn một tuần sau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Đơn giản mà ấm cúng, chúng tôi được bà con hàng xóm ủng hộ chúc phúc. Sau đám cưới, anh đưa tôi về lại Cà Mau để làm đăng ký kết hôn và chuyển hộ khẩu về nhà. Công an xã cũng không làm khó dễ gì, chỉ hỏi tôi về bà, bởi họ nhận được lệnh truy nã của công an Long Khánh. Được anh dặn dò cẩn thận, nên tôi nói lúc trời Cà Mau tới Cần Thơ ngủ qua đêm, sáng lại bà bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại mình tôi trôi dạt đến bây giờ. Đó là chút tình cuối cùng tôi bảo vệ cho bà. Tôi cũng đi tìm cha tôi, nhưng ông đã chết hơn nửa năm trước vì ung thư phổi. Vợ sau của ông cũng đã bán nhà đi mất. Như vậy là mọi dính líu về vùng đất này với tôi tới đây xem như chấm dứt. Từ nay tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình chồng. Chúng tôi bắt tay vào việc. Nhà anh có hơn 2 công đất, do trước đây cha mẹ không có vốn để trồng trọt nên bỏ hoang hơn nữa. Chúng tôi dọn dẹp, trồng tỉa suốt ngày ngoài vòng. Cha tôi cũng theo chỉ bảo, còn mẹ lo chợ búa cơm nước. Thật ra trước nay tôi có làm ruộng đâu, nhưng vì ham nên chỉ 3 tháng sau tôi đã thu hoạch nào là đậu que, đậu bún, khổ qua, bầu bí. Chợ cách nhà 6-7 cây số nên vợ chồng tôi tranh thủ mua chiếc xe lôi, nửa khuya lên chợ mua thêm cá tép, rau cải kèm đồ nhà đi bán cho xóm làng. Bán đắt lắm nha, ngày nào cũng khoảng 9 giờ sáng là xong. Chúng tôi lại ra dòng tiếp tục. Tôi nói với anh là tôi có tiền riêng và đề nghị anh cất nhà, nhưng anh nói để từ từ, đến khi nào mình sử dụng đồng tiền lao động của mình cất nhà thì mới cảm thấy hãnh diện. Ôi, anh thân, người chồng yêu quý của tôi, cảm ơn đời đã cho tôi được gặp và làm vợ anh. Nói chung, cuộc sống của gia đình tôi rất êm ấm và hạnh phúc. Tôi được chồng yêu thương chiều chuộng và cha mẹ chồng đối xử như con gái ruột thịt. Dù có cho tôi ngàn vàng hay nhung lụa như thế nào, tôi cũng chọn cuộc sống này. 6 tháng sau, mẹ là người đầu tiên phát hiện ra tôi có thai. Bà lính quýnh dắt tôi đi khám và biết tôi có mang 6 tuần thì không ai cho tôi làm gì nữa. Tôi vẫn đi buôn bán bình thường và cảm thấy mình mạnh như trâu. Mẹ cứ hỏi,
tôi thèm ăn gì để bà nấu. Tiền lời buôn bán tôi đưa cho bà một nửa để chi phí trong nhà và mua bánh cho cha mẹ ăn. Ông xì. Bây giờ làm như tao con nít không bằng á. Chồng tôi nói. Cha mẹ cưng em á, anh khỏi cưng. Bà liếc anh. Cái thằng khùng mà. Khi tôi có thai được 7 tháng thì trời ạ, bà ta bất ngờ xuất hiện sừng sững trước cửa nhà tôi. Bà nhìn thấy tôi khóc như mưa, những giọt nước mắt cá sấu không làm tôi động lòng. Bà than nhớ tôi và nói tốn không biết bao nhiêu tiền mới tìm được tôi. Bà chê nhà tôi nghèo khổ rách nát thì làm sao có điều kiện nuôi con tôi. Bà không thèm đếm xỉa tới cha mẹ tôi và bắt buộc tôi theo bà về Sài Gòn. Bà sẽ lo cho tôi sinh đẻ và có cuộc sống đầy đủ. Bà nghĩ rằng tôi vẫn là con nhỏ ngốc nghếch năm xưa chăng? Tân mời bà ngồi, cha mẹ tôi cũng ngồi đó. Anh dõng dạc nói với bà. Trong thời gian còn kịp, bà lôi về đi. Kẻo tôi báo công an, còng đầu bà bây giờ. Bộ bà tưởng tụi tôi không biết bà có đường dây mua bán người hay sao? Bây giờ còn có ý định bắt con tôi bán nội tạng hả? Tôi nói cho bà biết, tôi chưa từng thấy ai nham hiểm độc ác như bà. Đồ không có tình người. Lùng bây giờ là vợ chính thức của tôi, có hôn thú và hộ khẩu tại đây. Bà ngon đụng tới vợ tôi coi. Đây nè, hai tờ báo truy nã bà ở Cà Mau và Long Khánh. Không chừng ở Sài Gòn cũng có nữa à. Bà đi chưa? Hay chờ tôi kêu công an tới thu xếp chỗ an nghỉ tuổi già cho bà? Bà đi bây giờ là tụi tôi còn nghĩ chút tình cuối cùng đó. Quả thật, bộ hổ mạng của đại ca mình thẹo thật linh nghiệm. Nhìn thấy hai tờ báo, bà điến hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Hạ giọng năn nỉ xin ở nhờ một đêm, nhưng Tân dứt khoát không cho. Chứa bà qua đêm, sau này tôi bị liên lụy vì tội giấu phạm tội truy nã. Mà vợ chồng tôi nghèo sặc máu, cũng không nuôi nổi bà. Không phải bà mới trẻ nhúng đó sao? Thôi về đi, và đừng nghĩ sẽ trở lại đây nữa nhé. Bà coi như con lùng đã bị bà bán qua Campuchia rồi vậy. Thấy bà còn ngần ngừ, anh móc điện thoại ra. Alo, cán bộ, tôi muốn báo án. Bà hết hồn, năn nỉ anh đưa giùm ra bến xe. Anh tàn nhẫn. Không được, lỡ giữa chừng bà giở trò thì sao? Thôi, tới sau về dậy đi. Bà rưng rưng nhìn tôi. Cho mẹ tiền đi cô. Tôi chạnh lòng định vào lấy tiền thì Tân chặn lại. Bà giả đò đó, em coi nè. Anh giật lấy giỏ bà và móc ra cái ví, kéo ra thì quá chừng là tiền đô. Tôi lạnh mình. Nhưng tôi còn lạnh mình hơn khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm bệnh HIV dương tính y như của Thịnh từ trong bóp bà rơi ra. Có nghĩa là bà đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Thoáng một chốc, tôi tự hỏi mình có nên để bà ở lại chăm sóc những ngày cuối đời cho bà ta không? Nhưng nhớ lại những câu khi mới vừa bước vào nhà, tôi lại sợ bà sẽ làm cho gia đình vốn đang yên ổn hạnh phúc của tôi bị xáo trộn, và cha mẹ chồng tôi vốn hiền lành không việc gì phải chấp nhận một người như bà. Nghĩ vậy nên tôi im lặng không nói cho chồng nghe luôn. Bà ra về, vừa khuất vào lùm cây thì anh điện thoại. Nè, mày lại trước cửa nhà tao. Có bà đi bến xe Cần Thơ đó. Chở bà đi, nhớ lấy tiền cắt cổ cho tao nghe. Bao nhiêu bà cũng đi hết đó. Nhớ gặp xe bắt giùm bà nghe mày. Anh cười khà khà. Tôi hỏi lúc nãy anh điện thoại cho cán bộ nào thì anh càng cười lớn hơn. Có cán bộ nào đâu, anh nhát bà đó. Cha mẹ tôi thì tội nghiệp cho bà, còn tôi, nếu như không thấy số tiền đô đó chắc tôi cũng sẽ áy náy. Nhưng tôi có phải là người vô tâm không? Mà sao lạ, nhìn bà lủi thủi ra về, trong tôi không gợn một chút lòng trắc ẩn.